Bài tập xoạc ngang đơn giản cho người mới bắt đầu. Đầu tiên bạn sẽ ngồi vào tư thế như thế này. Và chúng ta cùng lăn lưng massage cột sống. Hai tay vòng ôm dưới đùi. Chuẩn bị lăn lên lăn xuống này. Hít vào bật chân ra sau. Thở ngồi dậy. Hít ra không? Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi từ từ nâng người xuống thảm. Từ đây, hai tay đặt cạnh hông này, xoay khớp hông vòng tròn. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động cho khớp háng. Xoay theo hướng ngược lại. Cảm nhận cái độ dễ chịu và mềm mại của phần thắt lưng và khớp hông. Rồi từ đây chúng ta xoay cái phần đùi và đầu gối này sang hai bên vòng tròn này. Đấy, tiếp tục xoay. Rồi sau đó bạn đặt hai tay ở bên trong đầu gối và giữ ở đây như thế này. Ta sẽ giữ ở đây khoảng 45 giây như thế này. Và giúp cho cái trong tư thế này trọng lực sẽ giúp kéo banh hai cái chân này sang hai bên và giúp làm mềm khớp háng và có độ mở khớp nhất định. Hít thở đều và sâu ở đây. Rồi từ từ hạ chân xuống, bắc chân trái lên cái đùi phải này. Rồi từ từ hít vào nhấc chân cái đùi phải này lên, sau đó kéo về người và cảm nhận độ căng phía sau chân bên trái. Từ hít thở đều và sâu ở đây. Sau đó từ từ ta thẳng chân phải lên, hai tay vòng ôm phía sau bắp chân phải, từ nâng trán lên, cảm nhận độ căng phía sau cẳng chân và nếu được hướng trán về bắp chân. Rồi giữ, hạ xuống, đổi chân, chân phải lên trên đùi trái, co gối trái lên này, hít thở đều và sâu ở đây. Cứ từ thẳng chân trái, hai tay vòng ôm phía sau bắp chân này. Giữ. Rồi, nâng trán nhẹ lên. Và hạ xuống. Bây giờ từ từ hít vào nhấc chân phải lên 90 độ. Hai tay vòng ôm phía sau chân phải. Thở nâng trán lên và giữ ở đây. Một, rồi từ từ dùng tay phải kéo chân phải sang ngang và giữ. Chúng ta đang tiếp tục mở khớp hông này. Và nếu được bạn hãy kéo chân phải này về người nhiều nhất có thể.
hít thở đều và sâu ở đây. Rồi từ từ hạ xuống nha. Tiếp tục bên trái này. Hít vào nhấc chân trái lên. Tay vòng ôm phía sau gót chân. Thở nâng lên. Rồi hạ xuống, kéo chân trái sang ngang này. Và kéo về đầu nhiều nhất có thể. Giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ nâng lên. Và từ từ hạ xuống. Để chúng ta cùng nhau ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, bạn dùng hai cái bàn chân ép lại với nhau như thế này này. Sau đó banh hai đầu gối sang hai bên. Hít vào một hơi thật sâu, rướn cao người. Rướn cao người này. Thở tường người về phía trước và hướng trán xuống mặt thảm để giữ. Bạn xuống tùy theo sức của mình. Nếu như bạn là người mới thì có thể giữ ở đây. Còn nếu bạn đã dẻo thì hướng trán lên xuống mặt thảm để giữ. Hít thở đều và sâu. Rồi thì từ nâng người lên. Tiếp tục hai bàn tay đặt lên hai đầu gối này. Hít một hơi thật sâu rướn. Thở đẩy đầu gối, đẩy đùi sang hai bên và trườn về phía trước theo sức của mình. Khoảng 45 độ thôi. Cảm nhận độ mở của khớp háng. Rồi từ từ ta nâng lên. Bây giờ bạn duỗi chân về phía trước. Tách chân sang hai bên, lắc nhẹ đầu gối. Rồi. Tay nhẹ đầu gối, sau đó bạn ấn cái bàn tay xuống thảm và cố định cái gót chân, từ từ nhấc nhẹ cái hông về phía trước và giữ như thế này. Rồi sau đó hít vào, dang tay sang hai bên này. Thở từ từ hạ tay phải xuống, nghiêng sang bên phải, kéo căng lườn trái, móc cả hai chân về đầu. Giữ. Hít vào lên này. Thở sang trái. Hít vào lên này. Thở sang phải. Hít lên, thở trái, hít lên, thở phải, uốn lên, thở trái, rồi từ từ hạ xuống. Bây giờ tiếp tục, bạn cố định cả hai chân, từ từ nhấc nhẹ cái người phía trước, đồng thời lắc lắc như thế này. Xích cơ bụng lại nhé. À, từ đây bạn hạ cuộc trò xuống. Hít thở đều và sâu và giữ. Nhấc nhẹ đùi, nhấc nhẹ hông về phía trước một xíu nữa này. Rồi từ từ hạ tán xuống và giữ ở đây. Móc bàn chân về phía sau. Rồi sau đó từ từ nâng người lên. Sau đó bạn dùng hai tay đặt dưới đùi, kéo thu hai bàn chân lại với nhau, lắc nhẹ đầu gối. Đây là những bước cơ bản đầu tiên để bạn vào tư thế soạn ngang. Để có hiệu quả nhất thì các bạn phải tập luyện một cách từ từ và kiên nhẫn, từ ngày này qua ngày khác, từng bước một, bạn sẽ thực hiện được cái tư thế này một cách hoàn chỉnh. Rồi, tiếp tục bạn duỗi chân về phía trước, lắc nhẹ hai chân.
nằm ngửa xuống sàn, co đầu gối lại, tay vòng ôm lấy gối và giữ ở đây một lúc để trả lại cho tư thế sau các bài tập vừa rồi.